vn và Thầy giáo Hữu Tình xin chào các con. Hôm nay, Toliha.vn và Thầy giáo Hữu Tình sẽ cùng các con tìm hiểu về một hiện tượng rất thú vị Đây là một hiện tượng mà đánh dấu cho việc khởi màu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai. Đó là việc từ cái hiện tượng này mà người ta đã chế tạo ra được máy phát điện xoay chiều Rồi sau đó thì ứng dụng vào cái dòng điện xoay chiều thì nó có đặc điểm nó khác hẳn dòng một chiều Đó là dòng một chiều không thể truyền tải đi xa được Nhưng mà dòng xoay chiều thì hoàn toàn có thể truyền tải đi xa Và do đó mọi nơi mọi khu đều có điện và khi có điện thì người ta bắt đầu tìm ra các dụng cụ để ứng dụng ở sử dụng cái năng nguồn năng lượng điện này do đó thì cái việc mà ra đời của quạt điện rồi đến tivi rồi bóng đèn điện cải tiến các thế hệ và nó dẫn đến những con người nổi tiếng với hàng nghìn phát minh như là Edison đấy là đánh dấu của cách mạng này à, và ngay sau đây chúng ta sẽ đi vào kiến thức của bài hôm nay đầu tiên thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái nó gắn với nhiều người ở à, Đôi khi những trẻ em ở một số vùng sâu, vùng xa, nghèo Thì chúng ta cái xe đạp nó bỏ đi một cái option Quan trọng đó là cái bóng đèn ở phía đằng trước Thế còn cái xe đạp mà nó đầy đủ Thì ở phía trước xe đạp nó có một cái bộ phận để tạo ra Và đồng thời để làm cho cái bóng đèn của cái xe đạp Không phải xe đạp điện đâu nha Nó phát sáng Thì cái đấy người ta gọi là dynamo Và sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Dynamo Thứ nhất, cái dynamo nó có hình dạng như trên Nhưng tất nhiên, ở đây cái dynamo thầy đã vẽ cái mặt cắt để chúng ta quan sát được các hiện tượng bên trong Thực ra ở nhà thầy cũng có một cái dynamo Và thầy rất khó khăn trong cái việc tháo nó Bởi vì thầy không muốn làm hỏng nó Chứ còn cố tình cắt ra thì ok Thế nhưng mà thực ra thì dynamo nó sẽ có cấu tạo gồm những bộ phận như trên hình vẽ Thứ nhất là trong cái dynamo có một bộ phận rất quan trọng Đó chính là nam châm Năm chân này được gắn với một cái trục quay Rồi gắn với một cái núm xoay ở phía trên Cái núm ở trên này sau đó thì sẽ được Khi mà muốn cho cái dynamo phát điện Người ta sẽ, sẽ tì cái núm này Vào phần cái lốp xe Vào cái phần cao su của cái lốp xe Đây Và có một cái phần Đây là một cái thanh sắt non Và phía dưới này Đây là núm này Trục quay này Rồi đây là cuộn dây này Và cuối cùng chúng ta có một bóng đèn Bóng đèn À, thế nhắc lại về cấu tạo và hoạt động của dynamo xe đạp thì nó gồm có là nam châm sắt non đây nam châm đây này sắt non này núm này đây là trục quay trục quay để dẫn chuyển động quay từ trên này xuống cái nam châm ở phía dưới và dưới này cái thanh sắt non này được quấn cuộn dây ở xung quanh cuộn dây và cuộn dây này có hai đầu được thò ra và được hàn với hai đầu của cái bóng đen bóng đen là xây đốt bình thường đó và cấu tạo và khi hoạt động, muốn cái uh, dinamo hoạt động thì người ta tiến hành tì cái dinamo này, cái núm quay này vào cái lốp xe. Và khi ta đạp xe thì lốp xe quay thì đồng thời núm này nó cũng quay. Núm này quay thì làm nam châm quay, nam châm quay thì phát ra điện. Và sau đây, chúng ta cùng quan sát lại một lần nữa hoạt động của dinamo xe đạp. Đó. Như chúng ta cùng thấy ở đây hình bên này là thầy đã zoom lên cho các con cùng nhìn Thì khi mà cái lốp xe được tì vào cái núm quay này Thì khi ta đạp xe thì núm xe sẽ quay Núm xe sẽ quay thì nam châm ở trong này Cái trục quay nó dẫn chuyển động xuống đây Và nam châm trong này cũng sẽ quay Nam châm trong này sẽ quay thì như vậy Cuộn dây trên này nối ra đây và có điện Ta nhìn đây, trục quay, nam châm Loại sắt non, cuộn dây Và bóng đèn sáng Bóng đèn sáng Vậy ở đây thì kết luận lại là nếu người ta hỏi bộ phận chính của dinamo xe đạp gồm có cái gì thì tất nhiên câu trả lời đó chính là nam châm và cuộn dây. Nam châm và cuộn dây. Đây là hai bộ phận chính để tạo ra cái gọi là dòng điện thắp sáng bóng đèn của xe đạp. Ngoài ra thì chúng ta kể đến một số bộ phận khác như là núm trục rồi vân vân lớp vỏ gì dây dẫn điện bỏ qua cái đó ta chỉ nói về cái bộ phận chính của dinamo. Và nói về cái dinamo này khi thầy có một kỷ niệm thời thầy, thầy làm sinh viên năm thứ tư Cũng từ lâu lắm rồi, từ năm chín mấy Hồi đấy làm sinh viên năm đại học Và thầy có được học một môn Đó là môn thực hành phương pháp giảng dạy vật lý Của phó giáo sư Tạ Trí Phương Hồi đấy thầy làm trưởng khoa Và cá nhân mỗi sinh viên Thì gặp mặt trưởng khoa thì tương đối là bị bị, bị, bị sợ, bị ngại Và tớ cũng không nằm ngoài khả năng Và có một bọn Sinh viên cái nhóm mà làm thí nghiệm trước cái bài mà đo thành phần nằm ngang của từ trường trái đất Đã bị thầy giáo hỏi một câu rất sốc Đó là tại sao trái đất có từ trường Câu hỏi rất thú vị Ai cũng biết rằng xung quanh có trái đất có từ trường Bằng chứng là nếu ta để kim la bàn thì nó chỉ hướng Bắc Nam ở ờ, Nhưng vấn đề là tại sao trái đất có từ trường vụ khiến bọn tớ ở tớ bị sốc điện. Và hồi đó sau đó thì bọn tớ tìm thấy là các câu hỏi trả lời khác nhau. Đầu tiên thì người ta giả thiết rằng là trên trái đất phía tầng trên kia thì có tầng điện ly. Thì về nguyên tắc khi trái đất quay thì nó có thể tạo ra từ trường. Ờ à, xong đó giả thiết đấy thì bị bỏ đi bởi vì tầng trên đó có bao nhiêu ion dương thì cũng có bấy nhiêu ion âm và ngược nhau thì tạo ra dòng điện triệt tiêu, như vậy điều đấy không thể. Vậy khả năng thứ hai người ta nghĩ đến, à, trái đất có thể là có một cái mỏ nam châm khổng lồ kiểu như là vật liệu sắt từ nhưng mà sau đó thì bằng các kiến thức vật lý ta biết rằng là vật liệu sắt từ mà nếu ở trong lòng trái đất chẳng hạn thì dưới cái nhiệt độ uh, nhiệt độ mà càng trái đất vào trong thì càng cao và cao hơn cái nhiệt độ mà người ta gọi là nhiệt độ quy thì cũng từ trường cũng không còn và mặt khác thì các cái vật liệu sắt từ hay oxy sắt nó không thể phân bố khắp trên trái đất mà đều để tạo thành một nam châm khổng lồ như thế được à, vậy thì cuối cùng sau này phải đợi đến khi người ta biết về cấu tạo của trái đất trái đất có một lõi ở trong là rắn bên ngoài là một lớp phủ nhớt xong thì đến lỏng xong thì đến một cái lớp trên cái vỏ trái đất trên cùng của chúng ta này thì bản thân bên trong chất lỏng ở trong đó thì nó chuyển động với vận tốc góc khác nhau rồi cuối cùng nó tạo ra một cái dòng điện bởi vì trong đó nó ở trạng thái plasma là dạng các hạt bằng điện và um, các em sẽ đọc kỹ hơn nếu các em gõ google từ khóa là lý thuyết về dynamo về từ trường trái đất thầy nhắc lại nhé dynamo trái đất chúng ta tự nó như một cái cục dynamo lớn tự nó phát ra dòng điện và cuối cùng chính dòng điện trong lòng trái đất đó nó tạo ra từ trường quay trở về bài tiếp theo thì bây giờ chúng ta nhìn như thế này hoạt động của dynamo sẽ đạt như thế nào thì ta thấy rằng khi ta đạp xe thì núm của dinamo quay, núm dinamo quay thì nam châm trong dinamo quay, nam châm dinamo quay thì trong cuộn dây có dòng điện và đèn sáng. Ok. Vậy thì từ đây ta đặt ra nảy sinh một vấn đề như sau, liệu có phải nhờ nam châm mà tạo ra được dòng điện hay không? Liệu có phải nhờ nam châm mà tạo được dòng điện hay không? Rõ ràng thấy rằng nam châm quay thì đèn sáng. Nam châm đứng yên thì đèn không sáng. Vậy câu trả lời là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở phần tiếp theo, phần số 2. Chúng ta thử xem nam châm có tạo ra dòng điện không? Và chúng ta sẽ dùng cả hai loại nam châm luôn. Một là nam châm vĩnh cửu và hai là nam châm điện. Ở phần thí nghiệm đầu tiên, chúng ta sẽ có cái mô hình thí nghiệm như hình vẽ như trên slide và chúng ta dùng nam châm vĩnh cửu. Đây đây là cuộn dây gồm rất nhiều vòng để tiện thì thầy vẽ nó hơi rộng cho chúng ta dễ nhìn thôi còn thực ra một cái cuộn dây và rất nhiều vòng rất nhiều vòng đủ làm sao để cho hai bóng đèn này sáng hai bóng đèn này thầy chọn chính là hai bóng đèn sợi đốt ao à, nhầm hai bóng đèn này là bóng đèn led đèn led có đặc điểm là nếu dòng điện mà cực bóng đèn bên này nếu cực dương mà gắn vào đây thì đèn này sáng nhưng mà nếu cực dương mà gắn vào đèn này thì đèn này sáng và hai bóng đèn này đáo đấu đảo cực với nhau để ta xem chiều dòng điện trong này như thế nào được không nhỉ? Nếu chiều dòng điện đây là dương thì đây là dương thì đèn này sáng. Còn nếu đây là dương, đây là âm thì đèn này tắt và đèn này sáng. Bóng đèn led có tác dụng như vậy. Đầu tiên, để nam châm và cuộn dây này đứng im thì ta thấy rằng hai đèn đều không sáng. Hai đèn đều không sáng. Và bây giờ thầy sẽ đưa cái nam châm lại gần. Ta xem hiện tượng gì xảy ra nhé. Nào. Wow. Bóng đèn này sáng rồi. Và khi dừng nam châm lại thì đèn này lại tắt Và vừa rồi ta thấy đèn này sáng, đèn này không sáng Vậy thì dương đang cắn vào đây Như vậy khi đưa vào thì dương là đây Được không nhỉ? Đó Và bây giờ thì ta lại cho nam châm đi ra Wow, đưa nam châm đi ra Trong lúc đưa nam châm đi ra thì bóng đèn này sáng và khi dừng lại thì cả hai bóng đèn lại tắt Như vậy thì đưa vào thì đây là dương Đi ra thì đây là là dương À. đặt nam châm đứng yên tất nhiên không có gì và bây giờ chúng ta quan sát xem lặp lại thí nghiệm với vận tốc lớn hơn với tốc độ lớn hơn ta thử xem như thế nào nào bây giờ chúng ta cùng quan sát thí nghiệm trời sáng hơn lúc nãy rồi rút ra nào cũng sáng hơn lúc nãy rồi vậy với tốc độ uh, rút ra đưa vào lại gần rồi đưa ra xa nhanh hơn thì hai bóng đèn này ta thấy rằng lớn hơn như vậy cường độ dòng điện là Câu hỏi số 2 trong thí nghiệm trên nếu để nam châm đứng yên và cho hai cuộn dây dịch chuyển lại gần hay ra xa nam châm thì trong cuộn dây có xuất hiện dòng điện hay không? Thì tất nhiên ở lớp 6 rồi lớp 8 chúng ta học rồi chúng ta đều biết cái tính tương đối của chuyển động. Thì đưa cuộn dây đứng im rồi nam châm lại gần hoặc là nam châm đứng im đưa cuộn dây lại gần tức là có sự chuyển động tương đối với nhau thì lúc nãy ta thấy dòng điện có à, cường độ dòng điện là nó trong cuộn dây là có thì tất nhiên đáp án ở đây sẽ là có dòng điện, có có dòng điện. Và đến đây ta có thể đưa ra nhận xét đầu tiên, nhận xét thứ nhất. Đó là dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi đưa một cực của nam châm lại gần hay ra xa đầu cuộn dây đó hoặc ngược lại. Đây khi ta đưa một cực của nam châm lại gần hay ra xa cuộn dây đó hoặc ngược lại tức là đưa cuộn dây ra lại gần hoặc ra xa thì đều có dòng điện. còn tất nhiên khi nam châm và cuộn dây đứng im tức là không chuyển động tương đối so với nhau thì giữa chúng uh, không chuyển đổi tương đối so với nhau thì trong cuộn dây không có dòng điện, không có dòng điện. bây ta kiểm chứng một lần nữa xem xem dùng nam châm điện xem thế nào nhé và chúng ta có sơ đồ thí nghiệm như sau đây là một nam châm điện Ở đây có một lõi sắt non Và đây có một vòng dây tương tự như lúc nãy Và khoảng cách giữa chúng nó là để cố định Như thế này Và đây là khóa ca được gắn với nguồn Như vậy nam châm điện này sẽ hoạt động khi khóa ca đóng Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành thí nghiệm Xem là hiện tượng gì xảy ra nhé Đây chúng ta vẫn dùng bóng đèn LED Nào Đóng khóa cam cái Quan sát lại đóng khóa K một cái thì bóng đèn bên này sáng, bóng đèn LED bên tay trái sáng. Ta xem lại. Đóng khóa K thì bóng đèn LED bên này sáng. Bây giờ khi mà dòng điện ổn định rồi thì bóng điện này lại không sáng nữa, chả bóng nào sáng cả. Tại sao vậy? Khi đóng khóa K thì như vậy cường độ dòng điện qua đây tăng lên từ trường qua đây mạnh lên. Từ trường qua đây mạnh lên thì bên này có dòng điện. Tiếp tục này. Bây giờ tăng ngắt khóa K. Ngắt đi. À, ô lạ nhỉ. Ngắt một cái thì bóng bên này lại sáng, bóng bên này không. Như vậy bóng này sáng tức là cực dương lại về phía này mất rồi. Đấy, chúng ta ngắt lại. Wow, ngắt thì bên này sáng. Đóng thì bên này sáng. À. Vậy, từ cái thí nghiệm vừa rồi với nam châm điện ta có kết luận như sau. Dòng điện xuất hiện trong phận dây dẫn kín trong thời gian đóng và ngắt mạch của nam châm điện. Đấy, chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian gì? đóng hoặc ngắt mạch của nam châm điện tức là trong khoảng thời gian từ trường của nam châm điện này biến thiên bởi vì khi ta cấp dòng điện vào thì y tăng lên tăng lên đến khi ổn định y tăng lên thì như vậy từ trường tăng lên mạnh dần lên còn khi tăng ngắt khóa ca thì như vậy dòng điện bị ngắt đi tức là giảm đi từ trường nó mất đi giảm dần về không thì trong trường hợp đó thì thời gian từ trường mà biến thiên thì có dòng điện có dòng điện trong cuộn dây dẫn kín cái hiện tượng như chúng ta vừa quan sát ấy, thì người ta gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ đây hiện tượng mà dòng điện xuất hiện trong các thí nghiệm trên thí nghiệm vừa rồi ấy, đó thì chúng ta gọi là dòng điện cảm ứng cảm ứng và hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng thì chúng ta gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ nào chúng ta cùng nhắc lại khi cho một nam châm tịnh tiến lại gần một ống dây hoặc ra xa ống dây hoặc nói khác là cho một cái nam châm vào một ống dây thay đổi vị trí so với nhau lại gần hoặc ra xa nhau thì trong uh, ống dây trong cuộn dây xuất hiện một cái dòng điện và dòng điện đấy gọi là dòng điện cảm ứng được không nhỉ? Tương tự như vậy khi chúng ta đóng hoặc ngắt mạch của một cái nam châm điện thì lúc này từ trường trong cái nam châm điện biến thiên thì trong cuộn dây đặt bên cạnh cũng xuất hiện dòng điện gọi là dòng điện cảm ứng cảm ứng và hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng này thì chúng ta gọi nó là hiện tượng cảm ứng điện tử